Xin kính chào toàn thể các họ hàng gần xa, bà con khối phố đã quay trở lại channel của Max Mobile. Mình là Tuấn Ngọc. Các bạn thân mến, điện thoại chúng ta sử dụng ngày càng trở nên dễ hơn. Thế nhưng mà vẫn còn một vài cái mẹo vặt giúp cho chúng ta sử dụng nó tốt hơn trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài cái mẹo vặt mà nó rất là hay ho. Sắp tới là dịp Tết đến xuân về, ở Max Mobile bọn mình có rất nhiều cái chương trình ưu đãi. Các bạn hãy đến và kiểm tra máy cũng như là mua máy nha. Chúng ta đều biết ở trên App Store có rất nhiều app miễn phí. Thế tuy nhiên cái app miễn phí này nó lại có một cái đặc điểm là nó có rất nhiều quảng cáo. Các bạn nhìn đây, ví dụ mình có một cái trò chơi rất là cute. Các bạn thấy không, lúc nào nó cũng phải có một phần ở dưới để dành cho quảng cáo, làm chúng ta rất là mất tập trung, không thể nào mà chơi game hẳn hoi được. Đó, các bạn thấy không? Xin lỗi. Thì chúng ta phải làm thế nào? Hôm nay mình có một cách rất là đơn giản. Cái cách này thì không cần các bạn phải dùng phần mềm hay là dùng một cái app của hãng thứ ba, mà chúng ta chỉ cần có một đường link mà thôi. Thì cái đường link này mình sẽ tặng cho các bạn ở ngay trong description. Chúng ta làm thế nào để chặn những cái quảng cáo đấy? Thì chúng ta sẽ vào cài đặt Wi-Fi. Và các bạn nhìn thấy chữ Y này không? Đó, chúng ta bấm vào chữ Y này. Có một cái lựa chọn là proxy HTTP, nó đang là tắt thì chúng ta sẽ chuyển thành tự động và paste cái đường link vừa rồi vào đây. Đó, các bạn thấy chưa? Dán vào là nó có trong này. Sau đó chúng ta thoát ra và vào lại game. Ngạc nhiên chưa? Không có một tí quảng cáo nào luôn. Chúng ta có thể thoải mái mà chơi game thoải mái. Yeah, mate. Cái mẹo vặt thứ hai ngày hôm nay mình muốn giới thiệu trong video ấy, đó là chúng ta sẽ làm thế nào để tải video trên YouTube về. Các bạn đều biết là bây giờ YouTube nó có một cái chức năng, đó là lưu để xem ngoại tuyến. Thế tuy nhiên nó lại có một vài cái nhược điểm. Thứ nhất là cái video của bạn nó sẽ có hiện tượng là hết hạn, chúng ta không xem nữa. Thứ hai là nó chỉ lưu được trong YouTube, chúng ta phải vào YouTube để xem. Làm thế nào để chúng ta lưu cái video này vào hẳn trong album ảnh của chúng ta thì đó là một điều rất là khó khăn mà chỉ có các máy trên Android mới làm được. Thế thì trên iOS chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái app tên là Browser and File Manager for Documents. Cái app này nó hoàn toàn miễn phí và giao diện của nó có 4 thẻ là Browser này, Download này, File và More. Làm thế nào để chúng ta có thể tải về cái MV mới nhất của Sếp Tùng? Thì chúng ta sẽ vào YouTube này, sau đó chọn chia sẻ, sau đó chúng ta sẽ tìm copy cái đường link đó ra. Sau khi copy đường link chúng ta vào lại đây và sau đó dán cái đường link vào hộp trên cùng, sau đó bấm Go. Khi mà chúng ta play thì cái app này nó sẽ tự động bắt link tải chúng ta. Đây, các bạn đợi một chút. Và nó sẽ hiện lên một cái hộp là download file hay không? Mình sẽ đấm vào download. Khi nó download hết rồi thì nó cái MV mà bạn vừa download nó sẽ hiện lên ở trong phần download. Và mình sẽ bấm vào Open In. Sau đó save video. Sau khi save video rồi thì nó sẽ hiện lên ngay ở trong cái phần album của chúng ta. Rất tuyệt vời phải không? Các bạn hoàn toàn có thể up lại, repost lên Facebook hay là repost trên Instagram. Cái mẹo cuối cùng mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay đó là làm sao để chúng ta có thể khóa màn hình không thể thoát ra được. Các bạn biết là có một cái hiện tượng là khi mình đưa máy cho các bạn xem, ví dụ chỉ xem video hoặc là xem ảnh thôi, thì họ thường hay thoát ra và xem những thứ khác, rất là khó chịu. Thì phải làm sao để ghi màn hình họ không thể nào thoát ra được, chỉ xem được trong app đó thôi. Thì sẽ có một cái cài đặt rất là hay, chúng ta sẽ vào cài đặt, tìm đến phần cài đặt chung, trợ năng, kéo xuống cuối cùng, các bạn sẽ nhìn thấy truy cập được hướng dẫn. Mình sẽ bật cái nút này lên và bật luôn cả phím trợ năng lên. Các bạn chú ý vào hẳn phần mật khẩu nha. Chúng ta sẽ cài đặt mật khẩu để khi mà thoát ra ấy thì sẽ phải nhập cái mật khẩu này vào. Nếu không nhập được cái mật khẩu này vào thì sẽ không để thoát ra để vào các app khác. Vậy thì làm nào để kích hoạt chức năng này? Ví dụ mình chỉ muốn bạn mình chơi cái game này thôi, không muốn họ vào tin nhắn hay Facebook của mình, thì mình vào game này, bấm 3 lần, bấm 3 lần nút home. Nó sẽ hiện lên một cái dòng là truy cập được hướng dẫn, hủy bắt đầu. Ta chọn bắt đầu. Đó, khi mà bắt đầu rồi ấy, thì có bấm 1000 lần cái nút home này cũng không thể thoát ra được. Các bạn thấy không? Không thể thoát ra được luôn. Thế làm thế nào chúng ta thoát ra? Chúng ta sẽ bấm tiếp 3 lần và nhập cái mật khẩu chúng ta vừa nhập vào. Sau đó nó sẽ hiện lên một cái là truy cập được hướng dẫn. Ta sẽ bấm kết thúc. Đó là kết thúc luôn. Ta có thể thoát ra bình thường. Ôi. Anh Bi đây này, anh điện thoại. Ở đây. Có cái gì đây? Ở trên mẹ sao sát mạnh không được này. Ok. Ô chú mày ơi, anh Bi xin xách, Tất cả những mẹo vặt này mình đều thực hiện trên chiếc iPhone 6 Plus hiện đang được bày bán rất nhiều ở Max Mobile.
Các bạn quan tâm hãy lên website của Max Mobile để tham khảo giá bán. Xin chào và hẹn gặp lại.